Hiện giờ mình đang đứng tại ngã tư của chợ Bình Tây. Chợ này thì nó giáp với đường Tháp 10 với Nguyễn Xuân Phụng. Nhìn vòng ở đây nó bán trái cây hai bên lề đường. Ở đây có tiệm già Long Thành nè, tiệm già Long Thành này lâu năm lắm rồi đó. Bây giờ mình đi thẳng tới trước cổng của chợ Bình Tây. Buổi sáng mình đi bộ vòng vòng ra ngoài chợ để kiếm đồ ăn sáng, với mình mua một ít đồ để đem về Úc. Buổi sáng đi chợ thì nó đỡ nóng hơn, chứ trưa trưa cỡ 10 giờ 11 giờ đồ nó nóng, nó hầm lắm, chịu không có nổi luôn á. Mình đi vô cổng chợ. Mình tới chợ là mình quay vòng vòng cái chợ này trước ha. Bây giờ mình đi vô lòng chợ. Mình đi kiếm đồ ăn sáng trước, giờ mới ra vòng vòng mua đồ trong đây. Vô thẳng trên đây, ở trên đây nó có tầng trên nữa nè. Thờ Minh Trong, thờ cúng, nó có ghi tượng của ông Thông Hiệp, Quách Đàm, cái người mà người ta xây cái chợ này nè. Ở này rất là lớn, các tỉnh thành của Việt Nam ha, người ta tới đây người ta lấy hàng về để bán, tại ở đây là bán chuyên sỉ lẻ luôn. Hàng ở đây bán đồ vật dụng xài trong gia đình nè. Mình đi thẳng vô trong đây là bán mấy cái hàng ăn uống. Mình ở trong xa phía Nam Sài Gòn mình thì có ba chợ lớn nhất. Thứ nhất là chợ Bến Thành, thứ hai là chợ An Đông, thứ ba là chợ Bình Tây. Mà mình thấy chợ Bình Tây này nó rộng lớn lắm, buôn bán đầy đủ lắm mà cũng cái giá là rẻ, cũng không có nói thấp nhiều nữa. Thấy hàng ăn rồi. Anh ăn gì anh? Đây đi. Ở đây có hủ tiếu mì. Hủ tiếu mì thấy cũng ngon quá ha.
cô. Bên bển cũng có bàn nữa đó, ngoài bển luôn đi cô. Để mình đi vòng xuống đây, cô có bán gì nữa? Ừ. Ở đây bún, gỏi cuốn, đồ chế này nè, món chay. Ở phía đây cũng là món chay. Bún Thái. Bún xào dầu. Hả? Ở đây hàm bún mắm. Chè. Chợ ở Việt Nam mình nó mở sớm lắm. Đây là bánh mì chả. Bún bò hủ tiếu. Bánh canh cua. Ok, cũng có cái cổng ra nè. Cái này cơm bình dân. Ở đây cũng quán cơm nữa. Ở đây mấy cái hàng buôn bán rất là sạch sẽ luôn á. Bún cá. Rồi cơm, quán cơm nhìn hấp dẫn quá. Cơm nè, cơm đủ món hết á. Nè. Hủ tiếu gà. Bây giờ mình đi vòng ra ngoài chợ phía ngoài. Các quán bún nem nướng. Ở đây có bán chả lụa nè, nhìn ngon chưa? Mình ngồi ở đây nè, là cái keo ta mày chỉ là cái dải đó nó đang giải tỏa, nó làm cái cầu kè chỗ đó rồi đó. Sắp tới là nguyên cái giải này luôn, là sẽ giải, tiếp tục giải tỏ luôn. Cô mai mốt cái khu này là giải tỏ hết rồi hả cô? À, chưa. Khu bên đây cũng đang có giải. Bên đây thì, cô thấy nó khúc dưới là nó làm rồi. Chưa hả? Thế là lụp sụp hết trơn rồi. Đi cà phê đá, trà đá. Chị này chỉ làm bún em nướng ngon lắm. Nãy nướng cái thịt ở phía ngoài á, còn ở trong nhà ở chị bán ở trong nhà, tại vì chặt quá. Với hai nữa á, là chị bưng đi ở trong chợ, người ta kêu chị bưng đi đây anh. À. Dạ. Rồi nhìn hai tô bún là thấy hấp dẫn chưa? Ngon biết tiền. Nhiêu vậy chị? Em hỏi coi, này cà phê sữa đá 15 anh. Trà đá 2 ngày thôi. À, rồi nó tính chụp cho mình. Đây là đây chị gái. Bỏ đi bây giờ. Làm tính chụp nè. Ở đây chỉ có thịt nướng nè. Mà mình không ăn chả giò, chỉ không có bán chả giò. Nem nướng hồi nãy nướng phía ngoài đó mình quay á. Còn ở đây bánh tôm. Mà chỉ làm nem nướng ngon lắm nha. Mình thích nhất là cái cục này nha. Chế mấy nước mắm vô cho em. Chế hết luôn đi. Chồng nó lại.
con. Để mình ăn thử cái cục nem nè. Bây giờ ăn xong mình chở ra. Chị Hai, mình ghé vô sạch chị Hai. Chị Hai ở sớm mình. Đây sập của chị Hai. Lấy cho chị nửa ký nấm đông cô. Nấm hương á, nấm nhỏ nhỏ. Nấm hương em có bán. Chứ nấm gì? Nấm hương là bán nguyên ký. À. À nấm hương loại xịn nhất là 400 mấy. À. Còn nấm gì? Nấm đông cô đó ngon rồi. À. Nửa ký. Hôm bữa em cũng lấy hết một cây bánh tráng rồi. Lấy hết một cây bánh bánh tráng này luôn á. Ở trong ở nhà để đem về Úc rồi. Đi rồi hả? Mới đây nè, nhỏ mấy đứa nhỏ em đi rồi. À mấy nhỏ đi về trước hả? Về trước rồi, bây giờ em chở ra tới em. Em mua ở này. Là lấy nguyên cây về luôn. Nguyên hả? Cây luôn đó. Cái... đưa anh Châu đưa. Anh Hai đưa em. Cái này nửa ký thôi, bên nút của em cũng còn. Cái này là bánh tráng gì chị Hai? Bánh Tây Ninh. Tây Ninh đó hả? Bánh tráng là cuốn cuốn gỏi cuốn. Mình cuốn ăn cũng ngon. Cuốn gỏi cuốn ha. Chi chả giò luôn hả? Cuốn làm sao ăn. Hôm bữa em mua dây đỏ đó, dây đỏ dây xanh giống nhau hả? Nó nhưng mà dây đỏ nó cái hơn dây xanh. Ít trái hả? Ít cái hơn hả? Nó mèo nhỏ có không chị Hai? Hả? À. Luôn. Tôm khô ở đâu không? Đầu trên nè. Đầu trên. Cái mấy thằng mà bán cái vỏ đó phải đúng rồi. Cô đi ra đó. Mua cái tôm mà nó nhỏ nhỏ nhỏ. Ờ nó mới ngon phải không? Nó nhỏ nhỏ mà nó lạt lạt á. Nó nhọn màu ngon. Em đi chị Hai ơi. Cái này là tôm đất luôn em hả? Cái đó tôm ba hòn nha cô. Tôm đất 4.6. Tôm đất nhỏ thì 38. Đi vòng qua bên đây cái. Ký 200.000. Cái này 16 ký. Cái này một bịch là nửa ký. Có cho một miếng cho cô ăn thử được không? Nó giống cái này luôn á hả? Hả? Giống hả? Anh ăn thử đi. Thử đi. Nó cũng giòn mà ha, này giòn hả? Vậy cô lấy hai bịch này đi. Đây cái này hình như nó bị nát không? Nó nhỏ miếng. Nhỏ miếng hả? Lấy ba bịch. Cái này cũng giống nhau à, nó cũng hơi bể. Kệ nó đi về cũng ăn à. Ba bịch. Là bao nhiêu? Hai trăm tư tơ bóp em có tiền nè. Ý cho cái túi bự đi em để nấm đông cô vô luôn. Ý cái này là cái gì vậy? Cái này cơm chiên. À cá cơm chiên hả? Con kho nữa, con ớt. Con này cua sữa là 200, cái này cũng 200. Mà ngọt không?
thử đi, không cho con, cho con thử đi cái này, là con vuốt, cái này con vuốt, con lúc trộn xôi, nấu xôi thôi, xôi mặn xào á, cho con bóc đại ha, cá cơm á, cái này không có, không có bỏ đường gì. Qua qua ngon à, cá cơm à, cá cơm chiên á, cơm khô, cá cơm khô á, cho con miếng nữa được không, ngà thử miếng nữa à. Cái này mình mua về mình ăn cái gì, cái này mình muốn làm nên đũa thì mình trộn sao vô nó ngon quá à. Tới con nửa ký thì ý bán xong ý bỏ cái hiệu vô cho con nha. Cái này mình ăn cái gì, ăn cái cơm à, ăn với cơm với cháo. Bằm xoài nước mắm hả? Bỏ cái nhãn hiệu vô luôn nha. Ý nếu mà ý làm cho con một bịch 200g, 200g được không ý? 200 à. 5 bịch như vậy 1 ký 300 nè. Rồi. 300 là 200 có chút xíu. Giờ cho làm 300g trước cho con đi. Lấy bịch kia, lấy làm 2 bịch kia. Bán giờ ở đây lâu không? Hai mấy, hai mấy tuổi bán? 24. Bây giờ nhiêu tuổi rồi? Mấy chục rồi. Có 50 năm có. 50 năm rồi. Là bán tại chỗ này luôn ha. Ha, là biết chưa? Là mới sắp ra thôi. Trước đây là mấy năm thôi ở trong chợ. Giao vào đây nha, ý đặt ha, nó sửa lại á. Nó sửa lại, nó sắp mình nha đây. Con quay phim ý, con để ý lên YouTube đó nha. Rồi lấy cho hạt điều á, tính 200 được không? Lấy 1 ký luôn. Ý con lấy này ý bớt cái đi. Này, 200 giờ sắp ra đó, bán 260. 260 à, cái này là loại ngon nhất phải không? Rồi, lấy 1 ký luôn đi. Ý lấy con 1 ký đó luôn đi. Cái đi cái đó là chín nhờ phải không? Cái đó mình tháo cho mình ăn thôi phải không? Cái đó là loại hộp bự luôn á. Cái đó một bịch nửa ký phải không? Nè. Loại là loại ngon luôn đó. Rồi. Còn cái này sao? Cái này là chưa còn sống hả? Nhưng mà nó sao chín? Có vỏ, không phải. Có vỏ. Sống ở đây nè. Nhưng mà lấy cái kia ngon hơn. Cái kia làm sẵn em về mình ăn liền. Cho tính tiền đi ý. Cái này mít hồi nãy con trả, mít con trả tiền rồi nha. Cộng với này 200 nè. 430 ha. Rồi để ông đưa tiền đi, xài 500 đi. Đấy, con gửi. Rồi. Đây có 30 ngàn nè. 400. Có 30 ngàn đây nè. 400 ha. Ý có nào ngon quảng cáo đi. Quảng cáo với tặng đi nha, mua nhiều á còn mua nữa, còn giao mua nữa đó nha. 30 ngàn nè. Mua tính sát giá đó ông nhắm nói khách không? Biết mà, biết quen mà, biết mấy người quen là là ổng đưa nhiêu đây? Mà 30. 30 ngàn. Rồi. Cái giờ này phải có bịch bự rồi. Đấy, đánh mít rồi. Rồi được rồi. Nè cho ông, nè cầm đi. Coi được kiểm đủ chưa. Chị ơi, lấy cho em 1 ký mực ra đi. Mình mua cái mực này á, mình về nấu hủ tiếu, nấu súp nè. Nấu bún riêu cũng được. Đây là hàng tôm khô nè. Món cơm cực kỳ ngon, đủ loại đủ giá. Chị ép cho em chặt xuống chị. Khô khô nè. Chị khô này khô gì vậy chị? Khô cái tra. Khô cái tra về mình làm gì ăn? Chiên ăn. Chiên với đường á hả? Chiên không cũng được, qua chiên giấm đường cũng được. Ở đó để mình để bên ngoài khoảng bao lâu được? Chừng tuần lễ nè. Đông đa. Đông đá 1 năm 2 năm gì cũng được hả? Đó có cha cũng hồ mà. Đông đá càng lâu càng tốt không sao. Dạ dạ. Đừng có để ngăn mát. Có đó nhiều ký chị? Nhiều ký? 200 ký hả?
Được rồi. Không có trả giá luôn á. Đâu bán đâu, mà trả giá cũng đâu có bán. Trả giá con không bán. Mà em biết mà, em cũng đâu có trả giá đâu. Một con vậy cỡ một ký không chị? Cá cha biển hồ. Con này nửa ký à. Một con nửa ký. Hơn. À, ví dụ em lấy một con như vậy chị ép chặt cho em, tại em đem qua nước ngoài thì ép gì tốn tiền vậy đó. Vậy hả? Ép chân không á hả? Còn nếu bà bỏ bịch gối rồi thì không tốn tiền. Chị bỏ bịch gối chị kỹ em thôi. Rồi thôi kỹ cho. Cái loại nó ngon phải không? Ngon. À, lấy em con đi. Nửa ký thôi ha. Ờ, lấy con ngon cho em là được. Nửa ký nè. Thôi lấy con nửa ký thôi. Cá cha biển hồ á là chị chỉ em làm đi, tại hồi nào giờ em cũng không có mua cái này về ăn nữa. Chiên. Mã này nó mặn chưa? Nó lại không? Thôi lấy con nhỏ, miếng nhỏ mà nó dày cho em đi. Nè, miếng nào dày dày á. Ừ, miếng nó ngon không? Ngon chứ. Lấy miếng đó đi. Này không đủ. Thôi giờ lấy miếng này được rồi. Đủ rồi, có một mình em ăn à. Ừ. Là hơi mặn mặn phải không cái này? Ừ, đậm cơm. Rồi. Cái mực này là mực ngon phải không chị? Ừ. Nó trắng ngon, còn nếu mà nó vàng vàng nè, nó móc móc lên thì sao? Củ. Cái này 90.000. Gối đẹp đẹp cho em á. Không biết em có sách qua được không? Hồi nào giờ em được cá sách được. Ờ. Chừng nào mày bò này kia nọ là sợ thôi. Ờ. Nó đi thoải mái mà. Chị cho em ăn thử con này nha. Chị cho em ăn thử con cá cơm này nha. Cái này 240 một ký. Cái loại này có ốp gia vị rồi. Chị ơi, em không cần lấy cái bịch này đâu, không cần lấy cái giấy đâu. Ừ. Cái bịch kiến được rồi. Ờ, để kiến thôi. Ừ. Không cần lấy giấy. Có nhãn hiệu không? Phải bỏ cái nhãn hiệu nhưng mà không cần lấy giấy đâu. Sao không? Em sợ dù khi mình bỏ giấy mất công nó nhìn đó, mình để thà mình để cái hiệu vô á. Chị cần nhớ cái công vậy. Dạ dạ rồi, cảm ơn chị. Ừ. Bây giờ nó khó. Giờ tổng cộng của em hết nhiêu đi? 450. Để em gửi tiền ha. Cái phim cái thố rồi nè. Qua đây đi. Đi lẹ lẹ đi về. Ở đây là hàng bán đồ vật dụng trong gia đình là nồi xoong chảo. Để mình lựa nha. Một cái chung chung mình rồi. Ờ, để mình lựa. Anh Tường. Mấy cái thứ. Thôi để em coi, để em lựa. Giọt này nhìn thấy đẹp quá trời luôn à. Giọt dầu nè. Cái này nhiêu cái vậy anh? Cái này nhiêu à? Cái này nè. 80 ngàn, còn nhỏ. Còn nhỏ 70. Ừ. Cái loại này tốt quá hả? Loại tốt, hàng thường kế bên kìa. Kế bên gì đó, à. Nó 20-30 ngàn. Ừ. Cái nhân điện đây là chị gái của em ơi. Ờ, nhân điện đó hả? Quay cho chị cầm. Ở đây là nhân điện hả? Có loại khác nữa không anh? Không, loại này hả em? Ờ, loại đó thôi hả? Em, tại em có cái ly hương rồi, em muốn ghim ba đây cái cây nó vô cái lỗ á. Em mua này đúng rồi. Em gái của anh, nè, ghim này đúng rồi. Ba cái này dễ ghim nhất. Nhưng mà cái ly hương của em nó có cái lỗ rồi. Dạ, ờ. Để em coi cái hả? Ở đây là anh chị mua bán cái... chắc cũng cỡ này. Ờ, cái cỡ này nè. Đúng rồi. Anh mở ra cho em coi.
bán đồ cúng nè, kiểu của người Hoa, đi hương nhang đàn gì có đầy đủ hết. Em gái quanh đây. Dạ. Cái trên đầu chỉnh được không? Chỉnh được. Dạ. Ủa qua cả ớ. Đi anh, đi thẳng ra, thẳng qua bên đây đường rồi tới. Đó, cái khu bên đây là nó đang làm cái cầu kè đây nè. Giải tỏa khu đó rồi đó. Bây giờ trở ra đi kiếm cái quán nước rồi ngồi uống cả nữa. Ở phía sau này đa số là người ta bán tỏi với củ hành. Dài dài hết cái đường sau này của cái chợ này. Rồi, cảm ơn rồi, cảm ơn em. Giờ nào 11 giờ kém 10 rồi đó. Ở ngoài đường cực kỳ là nóng, ôi bức không. Hai chồng mình nó vô đây ngồi uống nước, ngồi đây nhìn ra đối diện là công viên của chợ lớn nè. Thấy kế bên nó cũng có bán bánh nè. Thời tiết như vậy chỉ có uống nước trà tắc hay là trà đá vậy mới đã khác thôi, chứ uống mà coca vậy nó còn khác dữ nữa.